Quý vị và các bạn thân mến, là một tỉnh miền núi, Tuyên Quang được biết đến với những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hiền hòa. Nơi đây còn nổi tiếng với những làn điệu hát then trữ tình ngọt ngào, đằm thắm. Và nói đến hát then thì không thể không nhắc tới cây đàn tính. Mời quý vị và các bạn hãy cùng phóng viên của chương trình đi khám phá sự độc đáo của cây đàn này. Ơi là bên này trắng bên lặng miền lóng khổ sáng sợ cân lâu nằm phía tông hô món phần té trắng bên này bên thệ mì toàn. Chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu hát then rất tuyệt vời qua sự thể hiện của anh Chu Văn Thạch. Khi nói đến người Tày, chúng ta nghĩ đến hát then đàn tính. Trước đây hát then được sử dụng trong các nghi lễ và sau này hát then được cải biên, đặt thêm lời mới dựa trên làn điệu then cổ. Và đàn tính là một nhạc cụ không thể tách rời của những làn điệu hát then. Ngày xưa có một anh chàng tên là Siên Cân, đến 30 tuổi mà chưa lấy vợ. Chàng ngồi đấy một mình buồn quá. Tình cờ ngày hôm đó, anh chàng Siên Cân đi lấy củi và qua một bờ suối. Và mệt quá, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ đó thì có những cô nàng tiên cầm đàn ở trên trời xuống, cầm cái đàn tính người đàn ở đấy. Cái tiếng đàn nghe nó cứ gieo rắt tình cảm để cho vơi đi nỗi buồn của một con người. Sau khi mà giấc mơ tỉnh dậy thì anh chàng Siên Cân về, bắt đầu lấy quả bầu về. Lấy cây, chặt cây trên rừng về, bắt đầu làm theo cái đàn tính. Một cây đàn tính tốt, có tiếng đàn hay, chuẩn, cần hội tụ đủ các yếu tố của bầu, dây và cần đàn. Người thợ ngoài đôi bàn tay khéo léo còn phải biết hát then để kiểm tra chất lượng âm thanh của đàn. Để mà hoàn thiện được cái bộ phận của đàn tính này thì gồm có rất là nhiều chi tiết khác nhau. Một là chọn cái vỏ bầu này. Đấy, thứ hai là chọn cái mặt đàn này rất là quan trọng. Thứ ba là ngựa đàn, thứ tư là cái chỗ mà mình mắc dây đàn ấy và cần đàn này. Từ bao đời nay cây đàn tính không thể thiếu trong các làn điệu then lễ hội, hoạt động truyền thống văn hóa văn nghệ Tuyên Quang. Đàn tính hát then góp phần gìn giữ truyền thống văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của cộng đồng người Tày nơi đây.